Taxi điện hàng không do Đức thiết kế đánh dấu chuyến bay đầu tiên. Mới đây, tại Florida, chiếc taxi hàng không do Đức thiết kế đã đánh dấu chuyến bay Ấn Độ đầu tiên. Được biết, đó là một trong những nhà sản xuất Ấn Độ cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện hàng đầu trên toàn cầu, đã đánh dấu hai lần ra mắt thị trường AAM di chuyển trên không, nâng cao ở Hoa Kỳ với taxi bay chạy điện Velocity. Ngành công nghiệp AAM mới nổi vốn đã có hàng trăm tên tuổi trên toàn cầu, nhưng hiện chỉ có một số ít tên tuổi đứng đầu. Một trong số đó là Volocopter của Đức, với mục tiêu chinh phục không chỉ thị trường châu Âu mà còn cả thị trường Mỹ có tính cạnh tranh cao. Nó đã tiến hành các cuộc thử nghiệm ở những nơi như Las Vegas, Oshkosh và khu vực Dallas, Fort Worth kể từ năm 2018, và đã đảm bảo quan hệ đối tác chiến lược với những tên tuổi lớn như phòng thí nghiệm phong trào đô thị ở Los Angeles và tập đoàn Bristol. Với danh mục đầu tư mở rộng này, Volocopter gần đây đã bổ sung thêm các chuyến bay thử nghiệm ở Tampa, Florida. Đây không phải là một cuộc trình diễn đơn lẻ mà là một chiến dịch thử nghiệm chuyến bay phức tạp, nhiều lần được thực hiện với nguyên mẫu Velocity được gọi là Volocopter 2X, có một phi công trên máy bay. Volocopter thực hiện các chuyến bay tại sân bay quốc tế Tampa TPA với sự cộng tác của FAA, Cục Hàng không Liên bang. Đây không chỉ là lần đầu tiên đối với công ty Đức, nó đánh dấu hai cột mốc quan trọng đầu tiên trong ngành cùng một lúc. Chiến dịch thử nghiệm chuyến bay đầu tiên của bất kỳ Ether nào ở bang Florida, cũng như chuyến bay Ether đầu tiên tại một sân bay quốc tế lớn của Hoa Kỳ. Đối với Volocopter, đây là một bước đệm khác cho kế hoạch mở rộng sang thị trường Mỹ. Trong tương lai gần, Florida sẽ trở thành một trong những khu vực hoạt động chính của taxi hàng không Velocity thông qua sự hợp tác của nhà sản xuất với tập đoàn Bristol. Chiếc taxi Ether này được thiết kế đặc biệt để vận chuyển hành khách yên tĩnh, an toàn và nhanh chóng ở các khu đô thị đông đúc như Tampa. Để chuẩn bị cho việc mở rộng toàn cầu, Volocopter đang nỗ lực để đạt được cả chứng nhận EASA, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu và FAA. Dự kiến sẽ đạt được chứng nhận châu Âu vào năm tới và quá trình chứng nhận loại FAA sẽ lâu hơn một chút. Đầu năm nay, công ty AAM đã đạt được một cột mốc quan trọng khác. Hãng đã chính thức khai trương cơ sở sản xuất mới tại Brussels, Đức, đồng thời khánh thành một nhà chứa máy bay sẽ trở thành dây chuyền lắp ráp cuối cùng cho taxi hàng không Velocity. Chiếc taxi hàng không chở hai hành khách trong tương lai hứa hẹn vận hành nhanh chóng nhờ hệ thống thay pin tiên tiến. Nó sẽ có 18 cánh quạt và 9 cục pin sạc, cùng với các chức năng an toàn hàng đầu và cabin tiện nghi cao cấp. Nguyên mẫu Volocopter 2X cũng là trung tâm của ngành công nghiệp đầu tiên. Vào năm 2022, nó đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay ở Ý và là một trong những chuyến bay đầu tiên ở châu Âu. Trong khi Velocity chuẩn bị chinh phục Florida thì sẽ bắt đầu hoạt động taxi hàng không tại sân bay Ý và chở hành khách từ sân bay Fiumicino đến trung tâm Rome với lượng khí thải bằng không và hiệu quả tối đa.